Lenin và các nhà tâm linh. Một cuộc gặp gỡ xuyên thế kỷ. Bạn nghĩ nó sẽ diễn ra như thế nào? Đúng vậy, bạn không hề nghe nhầm. Đó chính là lãnh đạo cách mạng tháng 10 Nga. Trên thế giới, nhà độc tài đầu tiên của giai cấp vô sản Vladimir Ilyich Lenin mà các nhà tâm linh sắp sửa tiết lộ những bí mật chưa từng được biết đến về ông. Tổ chương trình đến một dinh thự quý tộc ở ngoại ô Moscow. Đây chính là nơi mà Lenin vào năm 1918 sau khi bị trúng đạn và điều trị ở đó. Nhưng nó cũng trở thành dinh thự cuối cùng của nhà lãnh đạo vô sản thế giới. Vào năm 1924, ông đã qua đời trong một trạng thái kỳ lạ. Những thứ trong căn nhà vẫn được bố trí như lúc Lenin sinh thời. Thậm chí đến ngày tháng trong cuốn lịch ở trên bàn cũng dừng vào ngày mà ông qua đời. Mà linh hồn của Lenin lại phảng phất ở đâu đó trong căn nhà. Nhân viên của viện bảo tàng hạn chế không đi đến thư viện, bởi vì hình như linh hồn của ông sẽ xuất hiện ở đây. Увидела в зеркале, лежащего на диване Ленина. Здесь вот увидела? Да, ну вот, вот в этом зеркале, да, что якобы диван здесь стоял. И она упала в обморок, эта девочка. И после того, как, в общем, она пришла в себя, вот она рассказала научному сотруднику, что вот это видела. Потом наш научный сотрудник посмотрел в архивах. Действительно, на этом месте стоял диван. Ну, это опять же из разряда... Các nhà tâm linh với năng lực tự nhiên, liệu bọn họ có cảm ứng được điều gì ở đây không? Chương trình mời đến một nhà lịch sử học, anh chuẩn bị cùng với quản lý của dinh thự cùng chứng kiến thử thách khó tin này diễn ra. Vì để làm tăng độ khó của thử thách, tổ chương trình bịt mắt họ lại bằng một tấm vải đen. Bọn họ cần phải dựa vào giác quan thứ 6 của bản thân, nói ra những thứ mà mình cảm ứng được. Người đầu tiên tiếp nhận thử thách là Nadezhda. Tổ chương trình dẫn cô đến phòng khách. Trên bàn, bài vị đã được ngay ngắn. Liệu cô có thể cảm nhận được ở đây thật ra là nhà tang lễ không? Câu đầu tiên của cô đã phải làm cho người ta căng thẳng. Такое ощущение, что здесь очень много неприкаянных душ. Как призраки, что ли. А вот здесь стоит тень такого седого мужчины, усы, бородка, что-то с ногами, что-то у него с ногами. Да, у него ноги не было. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu, ai không có chân. В этой комнате умер Дмитрий, брат Ленина. Ngay cả Sliskin cũng không biết về điều này. Thì ra không phải nơi nào khác ở Gorky, mà đây chính là căn phòng. Vào năm 1943, em trai của Lenin, bác sĩ Dmitri Osilirich Ulyanov qua đời. Không lẽ nhà tâm linh thật sự nhìn thấy được linh hồn trong căn phòng? Vậy thì cô liệu có thể gọi ra được vong hồn của Lenin không đây? Вот третья тень. Вот у меня, знаете, такое ощущение, вот как в церкви, когда стоит труп, еще не отпето тело, тело мужчины умершего, и рядом не вижу лиц, вот как будто еще люди стоят. Прямо так бояться, вот даже мне жутко стало, переполнено чувством страха. Да, их всех обгонял страх. А почему они боятся? Они не знают, что делать. Да, они растеряны. Они не понимают, умер он. Они вроде как понимают, что умер. Да. А что делать, не понимают. Над ним склоняется такой мужчина в маленьких очках, ушки бородка. Он не может понять, умер он или он живой. Это травма вызвала. Да. Это мог. Đây khả năng có thể là Sergei Ilyich Makarov. Thật đúng là khó tin. Điều này quả thật là khó tin. Vào ngày Lenin mất, đúng là có một nhà điêu khắc nổi tiếng đã đến hiện trường. Vẻ bề ngoài của ông ấy giống như với những gì mà nhà tâm linh đã nói. Mà mục đích ông ấy đến nơi này chính là để làm cho vị lãnh tụ vĩ đại này một bức điêu khắc để người đời sau chiêm ngưỡng. Ông ấy gặp phải chuyện không thể ngờ tới. Ông ấy cúi người, bắt đầu công việc lấy ra được chiếc mặt nạ. Sau đó ông cảm giác được động mạch của Lenin vẫn còn đập. Он закричал: кто сказал, что Ленин умер? Он не умер. Зовите всех, он еще жив.
Mọi người tập hợp lại ở đó, bởi ông hét lên một cách điên cuồng. Sau đó, bác sĩ nhắc tay của ông ấy lên, phát hiện chúng đang không ngừng run rẩy. Он сказал: успокойтесь, успокойтесь, продолжайте делать свое дело. Слушайте, ну какая черная эта мертвая тень, а просто чернотой наполнена. Это бывает в том случае, когда вот человек при жизни оскверняет что-то. Может, какие-то мощи святые, вандализм. Đây cũng chính là thực tế. Lenin lúc đó đã ra lệnh cho cướp phá rất nhiều nhà thờ. Những điều này đã vô tình được ghi lại. Điều này là có lợi đối với những người theo chủ nghĩa vô thần. Thậm chí còn hạ lệnh giết hại rất nhiều linh mục và mục sư. Đây có lẽ chính là thái độ của cách mạng. Mà nực cười chính là bố của Lenin lại mà một tín đồ trung thành. Ну жутко, чёрно, прямо жуть, от него исходит, он вот стонет, вот стонет, тень стоит. Слушайте, а можно мне поверить? Sau đó, nhà lịch sử học trực tiếp đến căn phòng. Bọn họ muốn nghe nhà tâm linh, nói thêm những thông tin liên quan đến vong hồn của Lenin. Только я буду говорить своё мнение. Пожалуйста. Как говорят в мире магии, это самый главный сатанист страны. Почему так говорят? Ну потому что он пошёл против Бога. Вот черная магия, пожалуйста. Он стал действительно отрицать и опиум для народа, это же все его. Ну, с боженькой, он прямо так говорил, с боженькой, вот серьезно, да, надо разобраться. Nhà tâm linh cho rằng chính là vì nguyên nhân này, linh hồn của Lenin luôn không được yên nghỉ. Cũng chính vì vậy mà cơ thể của ông không được giao cho thổ địa. Hơn nữa, nhà tâm linh cho rằng, bởi vì sự sùng bái của người dân trên thế giới, vong hồn của Lenin chứa đựng một năng lượng rất mạnh. Chỉ có thể vào lúc tinh thần trở nên yếu ớt, mới có thể hoàn toàn được yên nghỉ. Sự xuất hiện của nhà tâm linh đã làm cho nhà lịch sử học phải bất ngờ. Nhưng đối với những gì mà cô nói về linh hồn màu đen, bọn họ vẫn chưa dám khẳng định. Suy cho cùng thì Lenin là một vĩ nhân, trong tim mỗi người họ, ông vẫn rất thiêng liêng và không thể mạo phạm. Người tiếp theo tiếp nhận thử thách là Marilyn, liệu cô sẽ nói ra được những bí mật đáng sợ nào đây? Nhà tâm linh Marilyn với năng lực siêu phàm, đeo lên chiếc khăn bịt mắt, chương trình để cho cô ấy đến căn phòng phủ của Lenin lúc sinh thời. Nói ra càng chính xác, ông chính là chết trên chiếc giường này. Liệu cô có thể cảm ứng được luồng năng lượng mạnh mẽ đó không? Тут смерть. Тут умер прям. Чья смерть? Кто умер? Какой-то образ мужчина. Мужчина, но как-то руки как-то вот странно, вот как-то вот, как-то он себе вот как-то держит чем странным образом. И вот у меня вот прямо, у меня сама вот руки вот прямо начнут расти. Она даже правую согнула. Да. Что она сделала? Правую согнула. Парализованный показывает, вот, действительно. Руки не стоит на место. Как-то вот трясутся очень сильно, каким-то образом. Ну да, конечно, неврологические нарушения. Человек после третьего инсульта, как он сидел. Не двигался, не говорил, не ходил. Мычал или укукал? Hơn nữa, Lenin không chỉ bị trúng gió, não của ông cũng bị chấn động. Lúc đó, đội ngũ bác sĩ hàng đầu của quốc gia đã được triệu tập, cũng không thể đưa ra kết luận gì đối với căn bệnh kỳ lạ này. Mà vì để đảm bảo tin tức này không lọt ra ngoài, thời khắc cuối cùng của Lenin đã bị quản thúc tại gia. Tất cả những tin tức về ông đều rất hạn chế, giống như là bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy. Tâm lý của Lenin vì vậy cũng xuất hiện vấn đề. Ông bắt đầu mắc chứng hoang tưởng bị hành hạ nghiêm trọng. Mà tiếp theo, Marilyn nói ra có một người đàn ông kỳ lạ. Mà tiếp đến, Marilyn mô tả người trong ác mộng làm cho Lenin sợ hãi nhất. Nhà tâm linh đã phá vỡ sự im lặng của những người quan sát. Cô ấy hình như lại nhìn thấy ai đó. Он сам как будто хотел уже самоубийство, потому что он не хотел так жить. Да? Хотел. А как он хотел уйти? Молодец. С помощью яда. Nhà lịch sử học cũng xác nhận lại rằng, lúc đó Lenin đúng thật là đã từng nói với Stalin cho mình một cái chết nhẹ nhàng. Это мы где? Ну что, я Ленина не знаю? Дедушка сейчас, уже сейчас, знает. Подожди, ну видишь, свет бьет. Смотрите, оглядитесь, скажите мне, где мы с вами находимся? Ой, нет! Он
спокойно сел на кровать. Вот тут умер кто-то, да, вот какой-то мужчина. Ну, а он вот был какой-то странным. Он был вот как-то вот так, да, как-то он умер, вот как-то вот. У него вот это ручки странные, у него вот как-то вот так, он был очень странно, вот это вот как-то так. Мне идти спасать коллекцию или все-таки? Нет, если да, можете. Давайте. Спасать. Она не сломает, она хрупкая девушка. Вы понимаете, что это? Ну, это какой-то гипсовая штука, да? Это посмертная маска. Это какая-то гипсовая штука. А вы узнаете, чья она? Она не знает. А я мог ошибаться, может, это Ленин? Вы знаете, кто такой Ленин? Ну, нам вот эту школу точно учили. А в школе все-таки учили. Может, пойдем. Những hành động của Marilyn làm cho mọi người ở đó rất ngạc nhiên. Cô dường như nhìn thấy được thời khắc huy hoàng cuối cùng Lenin, nhà lịch sử học đi ra. Bọn họ xác nhận những gì mà cô nói đều đúng. Mà vẫn còn một câu hỏi đó là, nhà tâm linh nhắc đến tên một người có chữ K là ai? Это в связи с скандалом с Крупской, который был незадолго до его окончательной. Что за скандал был? Thì ra vào lúc trước khi Lenin mất, Stalin ở trong hội nghị trước mặt mọi người làm nhục vợ của Lenin, có thể chính vì nguyên nhân này dẫn đến vào thời khắc cuối cùng, Lenin vô cùng căm hận Stalin. Marilyn xác nhận có thể tìm thấy đáp án của mọi vấn đề. Пыталась прямо писать еще раз что-нибудь очень важному, но он спросит, то ли это передать, но этого ничего не сделали, это украли просто. Мы не знаем, chúng ta không biết rằng những bức thư đó liệu có thật sự tồn tại hay không. Nhưng cho dù thế nào, các chuyên gia đều cảm thấy rất bất ngờ. Какие-то надушевные силы такие, чтобы это все так сильно. Nhà tâm linh cuối cùng tiếp nhận thử thách, người có giáo phái bí ẩn, Darcy, mà những hành động của anh làm cho cả căn phòng xuất hiện một hiện tượng quỷ dị đến khó tin. Nhà ngoại cảm bí ẩn Darcy với chiếc khăn bịt mắt, anh bị tổ chương trình đưa đến phòng tắm của người chủ trang viên trước khi chết. Nghe xong yêu cầu của nhiệm vụ, anh bắt đầu cảm nhận. Помещение очень жесткое. Да-да, помещение жесткое. То есть? Ну вот есть мягкие помещения. Это помещение жесткое. Идет белый цвет. Ощущение больницы. Ну, по сути, морг. Да. Такой, как морг. Lịch sử khủng bố được khám phá. Hóa ra vào ngày Lenin mất năm 1924, nơi này chính xác biến thành nhà tang lễ. Xác chết của lãnh tụ bị mổ xẻ bí mật trong bồn tắm này. Và trước khi nghĩa trang được xây dựng, xác chết của ông đã được cất giữ tại đây. Он к ванне повернулся. Отсюда ощущение холода. Льющейся воды. Вода, да. Это вода? Да. Когда... Это вода льется. Она не может литься. Сейчас нет. Sau nghi lễ bí ẩn của Darcy, hiện tượng không thể giải thích đã xảy ra tại hiện trường. Звук воды. Звук воды. Льющийся. Когда он снял амулет? И стал, да, да. И стал, по-моему, встал на колени, стал подходить к ванне. Что действительно на Мы же с Олегом не сошли с ума. Нет, и мой сын еще слышал. Hóa ra hôm đó nhà sử học có đưa con trai mình đi cùng, cũng trở thành nhân chứng cho hiện tượng bí mật. Và khi MC biết được điều kỳ diệu này, nó khiến anh rất khó chịu.
Ведь и он верит, что вы рядом с Дашей царю полное тишина. Я тоже хочу услышать, но потому что это и было тогда уже то, чего я уже 10 лет жду, никак не дождусь. Вот сегодня ребятам повезло, а мне нет, к сожалению. Я им безумно завидую. Но если это записано, тогда и тебе повезло. Это же... У двоих человек сразу глюка быть не может одновременно. Правильно? Mà chuyện xảy ra tiếp đây càng khiến tam quan của mọi người chấn động hơn. Даша, с вами все в порядке? Как ты не нывал? Vào lúc đó, các chuyên gia ngạc nhiên nhớ lại một trong những truyền thuyết về trang viên Hockey. Говорят, что он сидел в своей беседке любимой, вот за усадьбой, и выл. Mọi nghi ngờ đã biến mất. Đây là động tác tay nổi tiếng của Lenin. Mà Darcy đột nhiên có vẻ đã thấy người mà anh ta triệu tập. Я думаю, что это больница, но пропитана его энергией. А как он связан с этим местом, вот этот человек? Он что, был врачом этой больницы? Нет, человек здесь умер. Lẽ nào Darcy thực sự đã triệu hồi linh hồn của lãnh tụ đến hiện trường? Gỡ bịt mắt, Darcy đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Anh cho rằng mình đã cảm nhận sai. Nhưng các học giả ở hậu trường đã vội vã đến hiện trường. Họ xác nhận tất cả những gì Darcy nói. Và họ còn rất nhiều câu hỏi mong nhà ngoại cảm có thể giải đáp. Интересовало все, как он видит, почему вдруг завыл? Как волк, вы прям завыли. И что за массовые слуховые галлюцинации вдруг у них случились? Вода как будто полилась, но здесь же нет. Там на записи будет. Да. Это не слышали воды ну, никакой? Вот так вот, ну. Есть еще другие звуки, Сергей, которых люди не слышат. Да, это 100%. Это 100%. Это вам просто повезло. Нет. Вы какое-то эхо такое, то есть, получили. Иногда люди... Và Swami Darcy đã cố gắng nói với họ điều quan trọng nhất. Anh ấy cảm nhận được sự tồn tại của ma quỷ. Khi cơ thể của Lenin không được chôn dưới đất, thử nghiệm khủng khiếp sẽ được tiếp tục. Khủng hoảng, chiến tranh, khủng bố. Все, что происходит, он просто в восторге. Вы не представляете, что вас ждет после. Sau khi trò chuyện riêng với Darcy, bí mật trong lòng mọi người dường như được tiết lộ. Họ bắt đầu thừa nhận, quả thực trên thế giới tồn tại loại siêu năng lực bí ẩn. Thử thách của tập này đến đây là kết thúc. Cuộc đời của lãnh tụ vĩ đại Lenin còn rất nhiều bí mật đang chờ mọi người làm sáng tỏ. Nhưng tinh thần ông để lại cho hậu thế mới đáng để cho chúng ta học tập nhất.